Siêu Vi và các bạn, hôm nay chúng ta cùng đi khám phá chợ Bắc Sơn nằm tại 234 đường Ngô Quyền, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, là một trong những chợ nổi tiếng bởi những nguồn cung cấp nông hải sản phong phú tại miền đất Kiên Giang xinh đẹp này. Nằm bên con sông Cái Lớn, hiền hòa thơ mộng, với diện tích 6.088 m², hơn 600 kiosk lua sạp, các tiểu thương nơi đây có thể nói bày bán đủ các mặt hàng rất phong phú và đa dạng. Sau đây mời các bạn cùng tôi đi tham quan quang cảnh của chợ Bắc Sơn có gì phong phú không nhé.
Em bán ở đây lâu chưa? Lâu rồi anh. Bao năm rồi? À thế à? Nên em bán ngày nào bán ở đây? Ở đây chợ đông ấy nhỉ? À thế à? Thường thường là những ngày nào thì đông? Một ngày thì em bán hết bao nhiêu con heo? Một con. Còn những ngày cuối thì em bán 3 con. Một ngày 3 con. Ai quay? Ba quay. Em đi bán. Chị bán lâu chưa? Lâu rồi. Bao năm rồi? Đã làm rồi bán. Lâu như lắm luôn rồi, tại hồi nhỏ là ở đây rồi, sống ở đây rồi, buôn bán chợ. Nghĩa là lúc đó là chị bao nhiêu tuổi? Hả? Ở cái chợ. Đi bán rồi. Cái chợ này cái lúc chị có nhớ là xây dựng năm bao nhiêu không? 85 gì rồi. Đuổi lên đây ta cho lô cấp lô xong rồi mấy cái bà mà không có lô đó ta ra đó ta bán tiếp tục nữa chợ nữa. À thế là thành hai chợ Bắc Sơn.
làm chặt dừa này được bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi. Dừa này lấy đâu về? Từ hái ở cây. Xong rồi về là chặt ra bán cho người dân. Bán này thì bao tiền một trái? Cả ba đây. Dạ. Đúng rồi. Vừa mà từ đây mấy năm rồi không có lên báo gì trơn á. Về lần này lên nhá. Lên mấy năm liên tục, thứ tư là lên liên tục luôn, bây giờ cỡ 2 3 năm nay không thấy lên. Dạ. Về lần này Tư được lên.
đi sang Trung Quốc nó về nó bắt đưa đi. Tôi đem gái nó quay luôn. Không, có cho anh quay có gì không?